Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Bình. Trong chương trình thời sự tối nay, thứ hai, ngày 23 tháng 4 năm 2018 có những nội dung chính như sau. Hội nghị trực tuyến toàn quốc tìm giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh thăm và tặng quà đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Ta Lo. Ghi nhận về hiệu quả từ một dự án. Sáng nay ngày 23 tháng 4 tại Hà Nội, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về giải pháp tổng thể thúc đẩy xuất khẩu. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh điều hành hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Quảng Bình có đồng chí Nguyễn Xuân Quang, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và đại diện các sở ngành liên quan. Năm 2017 là một năm đặc biệt thành công của xuất khẩu Việt Nam. Lần đầu tiên, kim ngạch xuất khẩu vượt mốc 200 tỷ USD. Tính chung cả năm, xuất khẩu đạt 214 tỷ USD, tăng 21,2% so với năm 2016, vượt xa chỉ tiêu Quốc hội và Chính phủ giao cho ngành công thương. Năm 2017, Việt Nam có thêm 4 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, có 29 mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Nhóm hàng công nghiệp chế biến tiếp tục là động lực chính trong tăng trưởng xuất khẩu. Nhóm hàng nông thủy sản cũng có sự tăng trưởng tốt, đồng góp 8 mặt hàng vào nhóm kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD. Công tác phát triển thị trường xuất khẩu đạt được những kết quả tích cực. Hàng hóa Việt Nam tiếp tục khai thác các thị trường truyền thống và mở rộng tìm kiếm phát triển thêm nhiều thị trường mới. Tuy nhiên, xuất khẩu của nước ta vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định cần phải tháo gỡ. Đối với tỉnh Quảng Bình, việc sản xuất xuất khẩu các mặt hàng vẫn còn nhiều khó khăn, thị trường xuất khẩu hàng hóa hạn chế và thiếu tính ổn định. Nguồn hàng nghèo nàn, kém sức cạnh tranh, công nghiệp chế biến chưa đáp ứng nhu cầu thực tiễn. Vì vậy, cùng với những giải pháp được thảo luận tại hội nghị, Quảng Bình cũng sẽ đưa ra những giải pháp thiết thực cụ thể hơn để nâng cao giá trị xuất khẩu hàng hóa trong thời gian tới. Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những vấn đề mà các đại biểu, đại diện các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp đã nêu ra. Thủ tướng nhấn mạnh phải kiên quyết loại bỏ những điểm nghẽn trong xuất khẩu, phải sớm hoàn thiện các hành lang pháp lý, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp như các vấn đề thủ tục hải quan, thuế, phí. Đồng thời đề nghị các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam chủ động tìm kiếm đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, phát huy mọi tiềm năng, khả năng lợi thế của Việt Nam để tăng sức cạnh tranh xuất khẩu hàng hóa. Thủ tướng Chính phủ cũng nêu ra mục tiêu tổng quát đối với ngành công thương năm 2018 là kim ngạch xuất khẩu tiếp tục tăng, nhưng phải cân đối được với nhập khẩu, không để xảy ra tình trạng xuất khẩu tăng nhưng nhập khẩu tăng cao hơn. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 và 132 năm ngày quốc tế lao động mùng 1 tháng 5, sáng nay, ngày 23 tháng 4, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh đã đi thăm và tặng quà cho cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo. Sau khi nghe lãnh đạo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân tỉnh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực cố gắng của đơn vị, đồng thời lưu ý thời gian tới đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo cần tiếp tục phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương trong việc giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống, phấn đấu đạt được những kết quả cao hơn nữa trên các mặt công tác, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia. Hôm qua, ngày 22 tháng 4, tại nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong Thọ Lộc, xã Vạn Trạch, huyện Bố Trạch đã diễn ra lễ khánh thành đền thờ các anh hùng liệt sĩ. Công trình tôn tạo nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong Thọ Lộc được khởi công tháng 8 năm 2017 do Ban Liên lạc Xây dựng 67 CNCO 5 chủ trì thực hiện. Công trình bao gồm xây mới đền tưởng niệm và các hạng mục sân vườn, đường, khuôn viên, nhà vệ sinh. Đền tưởng niệm có diện tích 64,5 m², được xây dựng theo kiến trúc đền truyền thống. Tổng kinh phí xây dựng công trình và nội thất là 1,35 tỷ đồng, gồm kinh phí được huy động từ các nhà hảo tâm và các tổ chức. Nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong Thọ Lộc có 561 người con ưu tú là liệt sĩ thanh niên xung phong của Ban Xây dựng 67. Việc xây dựng đền tưởng niệm nơi đây chính là nghĩa cử cao đẹp của những người còn sống hôm nay, ghi nhớ công ơn của lớp cha anh đi trước đã không tiếc máu xương cho độc lập dân tộc, tự do nước nhà. Dịp này, Quỹ Tín dụng Nhân dân xã Vạn Trạch đã trao tặng 500 triệu đồng cho Ủy ban Nhân dân xã Vạn Trạch để xây dựng nhà công vụ cho các gia đình thân nhân liệt sĩ có nơi nghỉ chân thăm viếng tại nghĩa trang liệt sĩ thanh niên xung phong Thọ Lộc. Cũng trong sáng nay 23 tháng 4, Sở Khoa học Công nghệ đã tổ chức buổi tọa đàm khoa học xác định đền thờ Hoàng Quốc Công thời khai quốc công thần Đào Duy Từ trong Võ Thắng Quan. Võ Thắng Quan là một trong ba cửa quan của hệ thống Lũy Thây, đến nay vẫn còn lưu giữ dấu tích tương đối nguyên vẹn sau hàng trăm năm tồn tại.
Một số tài liệu lịch sử vẫn còn nhắc đến đền thờ Hoàng Quốc Công thời khai quốc công thần Đào Duy Từ ở trong võ Thắng Quan. Tuy nhiên, vị trí đền thờ hiện vẫn chưa được xác định. Tại buổi tọa đàm, từ những bằng chứng thu thập được qua các tuyến điền giã cũng như ký ức của các nhân chứng lịch sử, các đại biểu đã đưa ra những ý kiến khác nhau về vị trí của đền thờ Đào Duy Từ. Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng đền thờ nằm ở phía tả của võ Thắng Quan do nhân dân xây dựng, ngay trước còn giữ lại một số di vật lịch sử. Trên tinh thần trao đổi phản biện lịch sử, hội thảo sẽ có thêm nhiều hoạt động để tiến tới hoàn thành công trình khoa học xác định vị trí của Đào Duy Từ trong võ Thắng Quan. Sáng nay ngày 23 tháng 4, Sở Du lịch Quảng Bình đã tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ du lịch cho người điều khiển và nhân viên phục vụ trên xe ô tô điện vận tải khách du lịch. Trong thời gian 3 ngày, các học viên được truyền đạt những nội dung chính gồm tổng quan về du lịch Việt Nam và du lịch Quảng Bình, các quy định hướng dẫn về tổ chức quản lý hoạt động thí điểm sử dụng xe ô tô điện kinh doanh vận chuyển khách du lịch trên một số tuyến đường của thành phố Đồng Hới, kiến thức lễ tân và văn hóa giao tiếp ứng xử, tâm lý và phong tục tập quán của khách du lịch. Thông qua lớp tập huấn nhằm giúp cho các học viên nắm vững những kiến thức và kỹ năng cơ bản về nghiệp vụ du lịch, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch. Trong 2 ngày 21 và 22 tháng 4 năm 2018, Huyện đoàn Quảng Trạch phối hợp với Chi đoàn Sở Du lịch tỉnh Quảng Bình và Ủy ban nhân dân xã Cảnh Dương tổ chức chương trình Tuổi trẻ Quảng Trạch đồng hành cùng du lịch tại địa bàn xã Cảnh Dương. Theo đó, chương trình Tuổi trẻ Quảng Trạch đồng hành cùng du lịch đã thu hút trên 200 đoàn viên thanh niên đến từ 35 cơ sở đoàn trên địa bàn huyện và chi đoàn của Sở Du lịch Quảng Bình tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như dọn vệ sinh môi trường tại khu vực bãi biển Cảnh Dương, cắm trại trên bãi biển, đốt lửa trại và giao lưu văn hóa văn nghệ, tổ chức các trò chơi dân gian, thu hút được nhiều khách du lịch và người dân xã Cảnh Dương cùng tham gia trải nghiệm. Thông qua chương trình, Huyện đoàn Quảng Trạch đã kêu gọi toàn thể đoàn viên thanh niên cùng chung tay quảng bá du lịch tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là tại điểm làng văn hóa du lịch Cảnh Dương, nơi có bề dày truyền thống cách mạng, có nhiều nét văn hóa đặc sắc. Qua đó, để xây dựng làng văn hóa du lịch Cảnh Dương trở thành điểm đến của du khách trong nước và quốc tế. Chiều nay ngày 23 tháng 4, Ban tổ chức địa phương tour 1 giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018 đã có buổi họp bàn với đại diện Ban tổ chức Trung ương nhằm hoàn tất mọi công tác chuẩn bị cho giải được khai mạc vào ngày 25 tháng 4 tới. Tour 1 giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2018 sẽ được khai mạc vào lúc 7 giờ ngày 25 tháng 4 và kết thúc vào ngày 28 tháng 4 tới. Tham gia giải có 12 đơn vị đến từ các tỉnh, thành phố, các bộ, ngành trong cả nước. Trong đó có 15 đội đôi nam và 16 đội đôi nữ, thi đấu gần 80 trận. Chiều ngày 24 tháng 4, tour 1 giải bóng chuyền bãi biển sẽ chính thức khởi tranh vào lúc 14 giờ. Trong ngày thi đấu đầu tiên, dự kiến sẽ có từ 10 đến 12 trận đấu. Hiện nay, Ban tổ chức địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị khán đài, mặt sân thi đấu đảm bảo quy định. Năm nay, địa điểm thi đấu được bố trí ở khu vực bãi biển đối diện với khách sạn Công đoàn, đường Trương Pháp, thành phố Đồng Hới. Ngành y tế cũng đã có phương án chăm sóc sức khỏe cho các vận động viên, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Lực lượng công an đã lên phương án đảm bảo an ninh trật tự tại địa điểm thi đấu và tại nơi cư trú của các đoàn. Hệ thống băng rôn, cờ phướn đã được treo tại các trục đường chính để nhân dân biết đến xem và cổ vũ giải. Thưa quý vị và các bạn, Ban Thường vụ Tỉnh ủy vừa có chỉ thị số 24 CTTU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ trên địa bàn. Nội dung như sau. Lịch sử văn hóa địa phương là một bộ phận của lịch sử văn hóa dân tộc. Trân trọng bảo vệ và phát huy truyền thống lịch sử văn hóa địa phương là góp phần bồi dưỡng, xây đắp và làm phong phú thêm nền văn hóa của dân tộc. Trong những năm qua, công tác giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của địa phương cho thế hệ trẻ được các cấp các ngành các địa phương trong tỉnh quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Việc biên soạn tài liệu tổ chức giảng dạy về truyền thống lịch sử văn hóa địa phương, công tác tổ chức các hoạt động ngoại khóa của các nhà trường được chú trọng. Việc xây dựng trùng tu tôn tạo, bảo vệ khai thác và phát huy các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn được quan tâm tích cực. Tuy nhiên, việc cụ thể hóa và triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chủ trương chính sách của nhà nước và các chương trình liên quan về giáo dục lịch sử văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ trên địa bàn thời gian qua vẫn còn nhiều hạn chế, chất lượng hiệu quả chưa cao. Nhiều địa danh lịch sử, các công trình nghiên cứu lịch sử văn hóa địa phương đã xuất bản nhưng chưa được giới thiệu, tuyên truyền, giáo dục rộng rãi trong nhân dân, nhất là thế hệ trẻ. Một bộ phận không nhỏ thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên ít hiểu biết về văn hóa lịch sử và truyền thống cách mạng của địa phương. Tài liệu học tập, tuyên truyền, phương pháp giảng dạy giới thiệu về lịch sử, văn hóa địa phương cho các đối tượng chưa phù hợp, tính hấp dẫn chưa cao, trong khi môi trường giáo dục đang chịu sự tác động chi phối của mặt trái cơ chế thị trường, của công nghệ thông tin, mạng xã hội và hội nhập quốc tế.
công tác đầu tư ngân sách và huy động xã hội hóa các nguồn lực để xây dựng, tôn tạo, bảo vệ, phát huy các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn còn hạn chế, thiếu đồng bộ. Để công tác giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ trên địa bàn tỉnh đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: 1. Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý và tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa của địa phương cho thế hệ trẻ, xem đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cả trước mắt và lâu dài. Thông qua các việc làm thiết thực để góp phần bồi dưỡng cho thế hệ trẻ tình yêu quê hương đất nước, niềm tự hào dân tộc, nêu cao ý chí tự lực tự cường, năng động sáng tạo, dám nghĩ dám làm, quyết tâm xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. 2. Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai, chỉ đạo cụ thể công tác giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa địa phương ở các cấp học, đưa nội dung này vào chương trình ngoại khóa để học sinh tiếp cận từ sớm, kiểm tra công tác biên soạn, thẩm định, cập nhật tài liệu dạy học, tài liệu tham khảo về giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa vùng đất và con người Quảng Bình trong các cơ sở giáo dục, quản lý tốt các hoạt động tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu các di tích lịch sử văn hóa, kiến trúc nghệ thuật, danh lam thắng cảnh trên địa bàn, phát huy vai trò hệ thống các bảo tàng, thư viện, thực hiện các giải pháp đồng bộ toàn diện có trọng tâm trọng điểm để xây dựng, trùng tu, bảo dưỡng, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa đã được xếp hạng có nguy cơ hư hỏng, xuống cấp. Đẩy mạnh thực hiện huy động xã hội hóa các nguồn lực cùng với ngân sách nhà nước, đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động. 3. Ban Thường vụ Tỉnh đoàn chỉ đạo Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh các cấp thường xuyên phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, ngành văn hóa và thể thao, các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh công tác giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, truyền thống cách mạng thông qua các chương trình, chủ đề, chủ điểm hoạt động của đoàn hội đội. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, các hoạt động tham quan, học tập thực tế, các khu di tích lịch sử cách mạng, di tích văn hóa, bảo tàng, thư viện, danh lam thắng cảnh. 4. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ và nhân dân về ý nghĩa, vai trò, sự cần thiết của công tác giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa địa phương cho thế hệ trẻ trên địa bàn, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan có các hoạt động thiết thực làm tốt công tác này. 5. Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Bình, các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa, truyền thống cách mạng của tỉnh và các địa phương trong tỉnh, thường xuyên phản ánh công tác triển khai và kết quả thực hiện tại các địa phương, đơn vị, phát hiện nhân rộng những kinh nghiệm hay, điển hình tốt trong quá trình triển khai thực hiện chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 6. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan, giúp Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện chỉ thị này, định kỳ tổng hợp báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Đăng Quang, hết nội dung chỉ thị. Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng nhắc nhở mọi người dân Việt Nam dù đi đâu, ở đâu cũng luôn hướng về nguồn cội, biết ơn các bậc tiền nhân đã có công dựng nước. Dỗ Tổ Hùng Vương, lễ hội đền Hùng 2018 diễn ra từ ngày 21 đến ngày 25 tháng 4 năm 2018, tức từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 3 năm Mậu Tuất, do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ chủ trì và có sự tham gia của 4 tỉnh Bình Dương, Kiên Giang, Thái Nguyên và Quảng Nam. Lễ Dỗ Tổ Hùng Vương được tổ chức trang nghiêm trọng thể, mang tính cộng đồng, gắn với các hoạt động hội nhằm tôn vinh di sản, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và hát xoan Phú Thọ. Phần lễ trọng với các hoạt động Dỗ Tổ Hùng Vương, dâng hương tưởng niệm các vua Hùng, dỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân, dâng hương tưởng niệm tổ mẫu Âu Cơ, lễ rước kiệu của các xã phường vùng ven về khu di tích lịch sử đền Hùng. Phần hội trải rộng từ khu di tích lịch sử đền Hùng đến thành phố Việt Trì với các hoạt động lễ hội văn hóa dân gian đường phố, chương trình nghệ thuật đặc sắc, trình diễn hát xoan làng cổ và văn nghệ quần chúng, múa rối nước, hội thi bơi trải, gói nấu bánh chưng, dạ bánh dày, các hoạt động thể thao, bắn pháo hoa tầm thấp. Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng năm Mậu Tuất 2018 được Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ phát thanh truyền hình trực tiếp vào lúc 6 giờ 30 phút sáng ngày 25 tháng 4 năm 2018, tức ngày 10 tháng 3 âm lịch. Chương trình được tiếp phát sóng trên các kênh truyền hình và đài phát thanh truyền hình các tỉnh, thành phố trong cả nước. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp nối với một số thông tin đáng quan tâm khác. Quảng Bình, nước biển ven bờ đạt quy chuẩn cho phép. Ghi nhận về hiệu quả từ một dự án.
Sáng nay ngày 23 tháng 4, Trung tâm Bản trú Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Quảng Bình đã tổ chức tẩy độc đợt 2 cho các nạn nhân chất độc da cam dioxin. Theo đó, đợt tẩy độc lần này, Trung tâm tiếp nhận và tẩy độc cho 17 nạn nhân chất độc da cam đến từ các huyện, thành phố, thị xã của tỉnh Quảng Bình. Tại trung tâm, các nạn nhân chất độc da cam dioxin sẽ được các y bác sĩ tiến hành tẩy độc theo liệu trình, gồm các bước như xông hơi tẩy độc, uống thuốc vi khuẩn thanh lọc cơ thể, tập thể dục dưỡng sinh, ăn uống theo chế độ nuôi dưỡng. Thông qua hoạt động tẩy độc này sẽ góp phần giảm bớt bệnh tật, nâng cao thể trạng và sức khỏe cho các nạn nhân từng trực tiếp tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Dự kiến tẩy độc đợt 2 sẽ được triển khai từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 7 tháng 5 năm 2018. Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường Quảng Bình cho biết, ngày 16 tháng 4, Trung tâm tiếp tục thực hiện quan trắc, phân tích nhằm đánh giá diễn biến chất lượng nước biển ven bờ trên địa bàn tỉnh. Kết quả quan trắc cho thấy 11 chỉ tiêu phân tích gồm nhiệt độ, pH, oxy hỏa tan, chất rắn lơ lửng, arsen, cadmi, gì, kẽm, sắt, so sánh với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển phục vụ mục đích thể thao, giải trí dưới nước, nuôi trồng thủy sản, bảo vệ môi trường biển và các mục đích khác trong các mẫu nước được quan trắc đều có giá trị đạt quy chuẩn cho phép. Trước đó, Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường đã tiến hành quan trắc chất lượng nước biển ven bờ tại 3 điểm, gồm bãi biển Quang Phú, bãi tắm Nhật Lệ và Hải Ninh. Ngày 23 tháng 4, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Quảng Bình tổ chức hội nghị khách hàng năm 2018. Trong năm 2017, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội Quảng Bình đã sản xuất được 18 triệu lít bia các loại, đạt doanh thu 163 tỷ đồng, nộp ngân sách 93 tỷ đồng. Trong quý 1 năm 2018, công ty đã đưa ra thị trường hơn 42.000 lít bia chai và 2.000 lít bia hơi. Để đạt kế hoạch đề ra, ngay từ đầu năm 2018, Công ty Bia Hà Nội Quảng Bình tăng cường bám sát kế hoạch của Tổng Công ty giao để xây dựng kế hoạch sản xuất, đồng thời đẩy mạnh công tác phát triển thị trường, quan tâm đến chất lượng sản phẩm phục vụ nhu cầu của khách hàng. Tại hội nghị, lãnh đạo Công ty Bia Hà Nội Quảng Bình đã đưa ra kế hoạch hành động trong thời gian tới với phương châm lấy chất lượng sản phẩm và quyền lợi khách hàng lên hàng đầu. Thời gian qua, chính quyền huyện Ninh Hòa đã phối hợp với các ngành chức năng tăng cường quản lý các mô hình gây nuôi động vật có nguồn gốc hoang dã trên địa bàn. Hiện trên địa bàn huyện Ninh Hòa có 13 mô hình gây nuôi động vật có nguồn gốc hoang dã với mục đích thương mại, tập trung ở các xã Quy Hòa, Xuân Hòa, Minh Hòa, Tân Hòa, Trung Hòa, với các loài động vật như nhím, lân rừng, hươu sao và cây hương. Để quản lý tốt hoạt động gây nuôi động vật hoang dã, Hạt Kiểm Lâm Minh Hòa đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, nắm chắc tình hình cả cơ sở gây nuôi, thường xuyên kiểm tra lập hồ sơ theo dõi số lượng, diễn biến quá trình sinh trưởng phát triển của đàn vật nuôi, hướng dẫn người dân xây dựng chuồng trại phù hợp, chấp hành nghiêm các thủ tục hành chính liên quan đến vật nuôi, đồng thời kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm như săn bắt động vật hoang dã từ tự nhiên về gây nuôi, vận chuyển mua bán sử dụng trái phép động vật hoang dã. Thưa quý vị và các bạn, được triển khai tại huyện Bố Trạch từ năm 2014, đến nay, qua 4 năm đồng hành cùng với người dân Bố Trạch, dự án SRDP tỉnh Quảng Bình đã trở thành cầu nối để những người phụ nữ, nông dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số phát huy khả năng trong phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng sống và thích ứng với biến đổi khí hậu. Ngay từ khi triển khai tại huyện Bố Trạch, Ban Quản lý dự án SRDP tỉnh Quảng Bình đã phổ biến mục đích yêu cầu của dự án, đồng thời tổ chức khảo sát tập huấn xác định các chuỗi giá trị và ngành hàng tiềm năng. Qua đó nhằm định hướng hỗ trợ cho các xã trong vùng dự án duy trì và phát triển các mô hình hiện có, hỗ trợ thành lập mới các tổ hợp tác chuỗi giá trị đặc thù và phát triển các ngành hàng. Là địa phương có 7 xã nằm trong vùng dự án. Đến nay, toàn huyện Bố Trạch đã có 21 tổ hợp tác và 5 hộ cá thể ở xã Thường Trạch bảo vệ thành công tiểu dự án đầu tư nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu CSA với tổng số gần 330 hộ dân tham gia. Nguồn vốn thực hiện là 9,8 tỷ đồng. Trong đó, dự án SRDP tài trợ gần 3,6 tỷ đồng, người hưởng lợi đóng góp hơn 6,2 tỷ đồng. Đối với dự án SRDP của tỉnh Quảng Bình thì triển khai trên địa bàn của 40 huyện, 40 xã của 6 huyện thị trên địa bàn của tỉnh, với đặc biệt đặc điểm là những xã có điều kiện phát triển kinh tế khó khăn, với xác định. Chuyển đổi các cái cây trồng và các cái mô hình sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu và cải thiện cái cây sinh nhai. Thì trên địa bàn của huyện Bố Trạch thì như lúc đầu khi mà triển khai dự án thì chúng tôi cũng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội hàng năm thì huyện cũng đã xây dựng kế hoạch và phù hợp với 8 chuỗi giá trị của dự án để dự án hỗ trợ đầu tư. Với việc bảo vệ thành công tiểu dự án CSA trong sinh thích ứng với biến đổi khí hậu tại thôn Cài Lập, tổ hợp tác được dự án SRDP tỉnh Quảng Bình ký hợp đồng tài trợ.
tổng giá trị hợp đồng là gần 350 triệu đồng, trong đó dự án hỗ trợ 145 triệu đồng, số còn lại các thành viên tham gia đóng góp. Với sự giúp đỡ kỹ thuật từ cán bộ dự án SRDP tỉnh, Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bố Trạch, đến nay tổ hợp tác trồng sim chai lập đã trồng được hơn 7.000 cây sim. Hiện số sim này đang sinh trưởng phát triển tốt và sắp cho thu hoạch. Bản thân tôi là ở đây là toàn là trồng keo hết. Nhưng mà sau khi được nhà nước quan tâm và có dự án SRDP đưa về phổ biến thì tôi cũng là mạnh dạn để vào cái dự án, bởi vì là dự án là có cái dự án của SRDP họ hỗ trợ vốn là tôi theo. Bằng việc hỗ trợ các mô hình kinh tế có khả năng sinh lời, thúc đẩy các mối liên kết thị trường và chuỗi giá trị vì người nghèo, nâng cao khả năng cạnh tranh trong kinh doanh ở nông thôn, dự án SRDP tỉnh Quảng Bình đã và đang giúp người dân vùng nông thôn nâng cao nhận thức, thay đổi tư duy về phát triển kinh tế. Đồng thời đây cũng chính là tiền đề và động lực để người dân nỗ lực phấn đấu tăng hiệu quả sản xuất kinh doanh, góp phần vào công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Mời quý vị và các bạn theo dõi tin nắng nóng. Trưa hôm nay 23 tháng 4 tại vùng núi phía Bắc tỉnh Quảng Bình đã có nắng nóng, nên nhiệt độ cao nhất 13 giờ trưa nay tại Tuyên Hóa đạt 37,9 độ, độ ẩm thấp nhất 41%. Dự báo ngày mai 24 tháng 4, nắng nóng sẽ mở rộng ra một số nơi ở khu vực đồng bằng tỉnh Quảng Bình, nên nhiệt độ cao nhất trong ngày vùng núi phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm thấp nhất phổ biến từ 40 đến 45%. Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ xảy ra trong khoảng từ 11 đến 16 giờ. Đợt nắng nóng này có khả năng kéo dài đến hết ngày mai 24 tháng 4. Sau đây mời quý vị và các bạn theo dõi thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.